Tối nay có tiết mục nào đặc sắc để chúc vui không? Dạ bẩm hoàng thượng, chúng thần đã chuẩn bị kỳ lân cát hứng quả Diệm Châu, biểu diễn dành cho Thái hậu và hoàng thượng thưởng thức. Quả Diệm Châu à? Nô tài tham kiến hoàng thượng. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàn toàn lưu giữ lại được. Rượu thơm tắm vào thì nước thịt sẽ càng ngon, da cũng rất là giòn. Ngoại trừ thời gian phối hợp tốt ra, đao pháp đi đều đặn, 5 phân da, 2 phân mỡ, 3 phân thịt, phối hợp tuyệt hảo, không mỡ, không ngạt, quả nhiên là đao pháp của đầu bếp đẳng cấp. Tốt, chắc bất phàm. Tối nay Đái Đông Quang có mỹ thực đặc sắc gì không? Tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu. Món mà hôm nay ti chức dâng lên là món hộp phủ châu hoàng. Đậu hũ. Đại đồng quan, một mâm đậu hũ bình thường vô kỳ mà ngươi lại gọi là hộp phủ châu hoàng, thật sự ngươi muốn bày trò gì đây? Hai đại nhân nói đúng lắm, hôm nay tôi phải bày trò mới đó. Hoàng thượng, thái hậu, bây giờ cho phép ti chức thất lễ. Hey! Hoàng thượng. Quả nhiên là thơm ngon ngọt thanh, đích thực tuyệt hảo, viên nào cũng rất xảo thủ, hợp bổ châu hoàng, tuyệt lắm, tuyệt lắm. Hoàng thượng, thật ra tên của món ăn này còn có một ý nghĩa đặc biệt. Ý nghĩa gì nữa? Hộp phổ châu hoàng là tượng trưng cho vật báo mất đi có lại. Còn thái hậu và đức phi nương nương lần này hồng phúc tề thiên, có thể thoát hiểm. Đối với hoàng thượng mà nói thì đúng là hộp phổ châu hoàng, cho nên ti chức đã nghĩ ra món ăn này để chúc mừng cho hoàng thượng đó. Hay, nói hay lắm, nói hay lắm. Hoàng thượng, thật ra màn hấp dẫn vẫn còn ở phía sau. Quan âm phổ chiếu, hoàng thượng thái hậu luôn hưởng phước của Phật quan âm. Đao pháp là tài nghệ của đầu bếp Đái Đông Quang, không ngờ khanh có thể dùng vũ để tạo ra những điêu khắc như là quỷ thần làm. Kỹ thuật còn hơn đao pháp gấp trăm ngàn lần. Khanh đích thực là thần phó kỳ, kỹ xảo đoạt thiên công. Hoàng thượng, trong cung có một vị đầu bếp như vậy, thật là phước của hoàng thượng. Nên thưởng, nên thưởng. Ban rượu.
Tạ ơn hoàng thượng. Trẫm sẽ ban cho khanh một kim long môi nữa, coi như là cổ vũ. Tạ ơn hoàng thượng.